từ đoạn này sẽ rất là hay này. Tashikani hitori ninaru koto wa kanarazu shimo tanoshi koto demo ureshi koto demo nai. Và tất nhiên là cái việc mà trở thành một mình ấy, hitori ninaru, đúng không, như chúng ta bây giờ, rõ ràng thì là gì nhỉ, tanoshi koto demo ureshi koto demo nai, nó chẳng là chuyện gì vui vẻ, chẳng có chuyện gì là hạnh phúc cả, đúng không, đúng không mọi người? Cái cảm giác ở một mình không hề vui vẻ, không hề dễ chịu nào, đúng không? Chúng mình ai cũng dậy còn trải qua hết rồi. Hitori ninatte jibun to yu mono o kangaeru jikan to yu no wa aru imi kurushii koto da. Là gì nhỉ? Cái khoảng thời gian mà chúng ta cho rằng là gì đấy nhỉ? À, bây giờ jibun to yu mono, nghĩ về bản thân mình thôi, khi mà chúng ta trở nên cô độc một mình á, thì rõ ràng là một chuyện rất là khổ, đúng không? Kurushii koto, đúng không? Khổ không? Đúng không? Mình thấy khổ không? Quá khổ đúng không? Rất là khổ. Thế nhưng mà bây giờ cái câu này rất là câu rất quan trọng này. Jibun no dame na tokoro là gì biết không? Là cái điểm không tốt của mình. Đấy này, hay là yowai tokoro là những cái điểm gì? Yếu này. Hazukashiku tokoro là gì? Ngại ngùng, xấu hổ. Hay là futokui to suru tokoro là gì nhỉ? Những cái điểm mà mình chưa chưa tốt. Chưa tốt đúng không? Chokushi biết là gì không? Đối diện, nhìn thẳng. Nhìn thẳng, đúng không? Nhìn thẳng. Shinakereba naranaku naru no dakara. Đây nhá. Cái khoảng thời gian mà chúng ta chỉ đối diện với một mình ấy thì nó rất là khổ. Bởi vì làm sao? Bởi vì khoảng thời gian này là khoảng thời gian chúng ta sẽ phải nhìn thẳng vào những cái điểm chưa tốt của bản thân này, những cái điểm yếu của bản thân này, những cái điểm mà mình thấy xấu hổ, những cái điểm mà mình thấy chưa giỏi, đúng không? Lúc mà mọi người nghĩ ở một mình mà các bạn còn hay nghĩ những cái điều mà kiểu như tiêu cực không? Nhiều. Hay là nghĩ sao bản thân mình kém cỏi thấy không? Những lúc mà mình ở một mình đúng không, mình nghĩ là sao lúc này mình không thể nói chuyện được với người này người kia, sao mình dốt thế, sao cái đứa kia nó giỏi thế, sao cô Thanh giỏi thế mà mình dốt thế, đúng không? Ngồi một mình sẽ hay nghĩ như vậy. Sau rồi nghĩ sao bây giờ mình vẫn lang thang ở bên Nhật, xong người ta ở nhà đã có chồng có con gia đình, đã có nhà lầu xe hơi rồi, đúng không? Đủ các thể loại. Thường các bạn sẽ cảm thấy những cái điều mà kém cỏi của mình như thế đúng không, khi mà chúng ta ở một mình. Nhưng mà mọi người phải nghĩ này, lúc mà các bạn không ở một mình các bạn có nghĩ thế không? Không, đúng không? Lúc mà chúng ta mà ở, bây giờ các bạn mà cứ phơi phới ở nhà đi, nào xong rồi cuối tuần đi nhậu, đi bia, xong rồi đi đâu, đi ăn cưới, bạn bè bố mẹ có đấy nhìn xem xung quanh anh chị em thì thấy mọi người cũng bình thường, nên cuộc sống mình thế này là ổn rồi, cũng được, tạm tạm thế thôi, đúng không? Thế nhưng mà khi mà chúng ta ở một mình và có thời gian được nghĩ lại về bản thân mình như này, về những gì mình đang có, đang thiếu sót, thì hito wa sou shite seichou shite yuku tomo ieru, thì có thể nói rằng là gì nhỉ, con người họ sẽ trưởng thành vào những lúc như thế này, đúng không? Mọi người thấy đúng không? Nên là cô nghĩ là cái việc mà chúng ta ở một mình, chúng ta ở cô đơn, chúng ta phải trải qua những cái khó khăn, những cái nỗi buồn như bây giờ ấy, không phải là ai cũng có cơ hội. Nếu mà so với những người mà đang ở như chúng ta thì rõ ràng tất cả mọi người đều như nhau. Thế nhưng mà nếu như chúng ta so với những người mà đang ở Việt Nam hay là những người mà không như chúng ta chẳng hạn, thì họ không có những cái cơ hội được nhìn lại bản thân mình như này. Thì mọi người dù chúng ta có thể thấy là lúc này chúng ta yếu kém nhưng mà chúng ta buồn đấy, nhưng mà chính cái khoảng thời gian này sẽ là khoảng thời gian mà xuống giúp chúng mình trưởng thành hơn đấy. Trưởng thành hơn vì sao? Vì mình giàu có hơn về mặt kinh nghiệm này. Các bạn không sang Nhật, các bạn không trải qua những nỗi khổ như này thì các bạn sẽ không thể nào mà hiểu được là không học tiếng Nhật nó sẽ khổ như thế nào, đúng không? Đấy, xong bây giờ mình về mình quay lại những đứa nào mà chuẩn bị sang Nhật. Mày học tiếng Nhật cẩn thận vào, xong đây đỡ khổ, đúng không? Đấy, mình giàu có hơn về mặt kinh nghiệm là ở cái đấy, từng cái rất là nhỏ như vậy thôi, đúng không? Thấy chuẩn chưa? Thế nên là nỗi cô đơn, nỗi buồn ấy, khi mà ở một đất nước khác như này, kể cả không phải ở Nhật, kể cả các em trong, kể cả là cô ấy nữa, các bạn mà ở, các bạn nhìn cô bây giờ đang rất là sướng, nhưng mà mỗi một người thì đều có một nỗi buồn rất là riêng, ai cũng như nhau thôi. Nên là quan trọng là chúng mình phải làm quen với nỗi buồn, làm quen với tất cả những gì mình đang có, làm quen tất cả những gì mình đang có, rồi mình cứ học dần về cái đấy thôi. Mình cứ làm quen rồi mạnh mẽ lên, rồi cái gì nó cũng qua mà, nhỉ em nhỉ, đúng không? Cái gì rồi cũng qua, đúng không? Thành ra xong cuối cùng đến một cái giai đoạn mình sẽ cảm thấy rằng là mình hợp với cuộc sống ở đây. Cứ nhìn lại thì mình sẽ thấy rằng tất cả những cái gì đi qua đều là cái của mình hết rồi, đúng không? Mình đã trở thành một người giàu có hơn nhỉ. Thế còn câu cuối thì đây, câu cuối thì tôi dịch nốt nhá. Hitori ninaru koto o sakeru you to suru hito tachi wa, những cái người mà muốn trốn tránh khỏi cái sự rằng là trở nên cô độc một mình á, thì họ sẽ không có cơ hội để đối diện với bản thân của mình, đúng không?
自分と向かい合う機会がない đúng không? Những người mà lúc nào cũng muốn chạy trốn khỏi những cái này, ví dụ như các em bây giờ không cố gắng vượt qua ấy, thì các em muốn bỏ về đúng không? Ai hôm trước vừa bảo mới sang muốn bỏ về luôn nhỉ? Nếu mà các em chạy về thì sẽ không còn các em ngày hôm nay nữa, chúng ta sẽ mất đi cái cơ hội để trưởng thành nữa, đúng không? Và câu cuối cùng, これでは人として成長することは難しいのではないのか? Và nếu mà như vậy thì sẽ rất là khó để chúng ta có thể trưởng thành được, đúng không? Thế nên là mọi người hãy mạnh mẽ lên. Cái việc mà chúng ta trải qua nỗi buồn này là cái chuyện đương nhiên chúng ta cần phải trải qua để đến một ngày chúng ta có thể giàu có về nhiều cái, về con người, về tiền bạc. Yeah. Thì có một cái cô muốn chia sẻ mọi người như này này. Thường khi mà chúng ta ở một mình buồn quá, cô đơn quá thì chúng mình thường chỉ hay nghĩ về những điều tiêu cực của mình, đúng không? Đúng không? Thường là sẽ chỉ nghĩ về những điều tiêu cực, đa phần là như thế. Nhưng mà cô có một bài ra một cách này, đó là hãy cố gắng mình gọi là thay đổi cái cách nhìn, cái cách tư duy một chút. Tức là cái gì mình cũng nên nhìn đa chiều, đa diện một chút, nhìn rộng hơn một chút. Khi mà các em thấy rằng là mình quá tiêu cực rồi, tức là mình đang quá minus sự rồi, thì các em hãy có một cái danh, cái quyển sổ tay riêng á. Các em hãy gạch đầu dòng ra. Nếu như là về bản thân mình, tự ti về bản thân mình, hay là về cuộc sống của mình, em gạch đầu dòng ra xem là bản thân mình đang có những gạch đầu dòng gì. Đây cô thử ví dụ nhá. Ví dụ bây giờ em đi, nếu như mà trong cái lúc mà em cảm thấy quá buồn ấy, thử ghi lại xem là bây giờ về miêu tả về những cái đặc điểm trong cuộc sống của mình. Bây giờ em đang có cái gì, những cái đặc điểm gì. Bây giờ gạch đầu dòng, một đầu tiên là thấy nè. Ghi ra, nói ra nào để cô ghi luôn cho. Những cái kiểu khó khăn của mình, miêu tả về cuộc sống của em, cả những cái điều tốt, những điều không tốt. Một, tiếng kém, tiếng kém này, tiếng Nhật kém này, gì nữa? Đến công việc cũng gặp nhiều hơi vào những công việc thế nào, công việc như nào, bị sếp mắng hay gì? Không phải, như là mình đi làm cùng với người Nhật. Đó, nhiều cái đó mình cũng khó khăn. À, giao tiếp khó khăn. Vâng. Giao tiếp khó khăn. Gì nữa? Em thì thế đâu. Thế mà đã thấy cuộc sống của mình nó tiêu cực rồi à? Không, em chưa bảo em tiêu cực. Bởi chỉ đang gặp khó khăn về tiếng. Hai cái đấy thì đúng không? Nhưng mà nó khiến, bởi vì lúc nào mình nghĩ đến nó nên nó khiến cho mình rất là buồn. Vâng. Đúng không? Khiến mình tâm trạng rất là down xuống, đúng không? Kiểu anh đấy là ở Việt Nam thì mới học đến bài 11 Mina ấy. Thì về nhà này một mình này cũng kiểu khó học ấy. Thì tiếng nó vẫn kiểu 2 3 tháng là không lên được ấy. Stop, đấy. Stop. Có buồn không? Có buồn kiểu cô đơn kiểu nhớ nhà không? Không thì không mà. Ôi giời, cái này điểm cộng quá lớn. Nhỉ? Quá lớn luôn. Ở nhà ba cái điều dòng các bạn nhớ cho cô nhé. Một, đầu tiên là tiếng kém, hai là giao tiếp trong công việc khó, ba là không nhớ nhà. Cái này là điểm cộng này. Rồi tiền lương có ok không? Tiền lương em thấy hài lòng không? Đủ sống. Hiện tại mình đang mới sang thì nó cũng đủ. Ừ rồi, tiền lương đủ. Nói là chỉ đủ là ok rồi. Có bị thấy thiếu thốn không? Không đúng không? Đấy, rồi tiếp. Ở nhà bố mẹ có vất vả không? Bố mẹ già nhá. Bố mẹ em thì bố em 53 thôi. Còn trẻ khỏe đúng không? Vâng. Ông bà tự lo tài chính được không? Được. Năm này. Rồi toàn cái tốt đấy. Sang đây thì ở cùng duo thành các sinh ba. Ừ. Lúc trước nên là cũng không buồn mình như vậy. Ờ. Tối thì mấy anh em ngủ nhau, tối thứ 6, thứ 7 anh em đi chơi. Cô thấy cuộc sống của em sướng thế không gì nữa? Không, vừa nãy cô bảo là cô sẽ chữa bệnh cho mọi người ấy. Đó là gì? Đó là mọi người nếu mà khi mà cô hỏi thì mọi người sẽ chỉ kể ra những cái điều mà tiêu cực đầu tiên, đúng không? Nếu mà khi mà chúng ta cứ nói ra những cái điều tiêu cực mãi thì xong rồi tự ta chúng ta kể cho người khác, nhưng thực ra ta chúng ta nghe một lần. Và cái này theo khoa học thì nó lại ảnh hưởng vào não ấy, và khiến cho não chúng ta buồn thêm một chút ấy. Đấy, nhưng mà em thấy không, khi mà bây giờ em ngồi liệt kê lại thì em thấy là trong cuộc sống của em bây giờ, trong cái 6-7 gạch đầu dòng đấy, chỉ có 2-3 gạch đầu dòng là những cái gọi là thuộc về dấu trừ, còn lại đều là dấu cộng, đúng không? Nên là xét trong tổng thể cuộc đời, cuộc sống của em bây giờ nó đang rất là tốt. Nếu như trong trường hợp mà em có 10 gạch đầu dòng mà bây giờ có tận 8-9 cái mà khiến cho em cảm thấy sao cuộc đời mình bi thảm thế này, thì đến lúc về đêm mới phải lo lắng. Còn nếu như mà em chỉ cần ngồi một chút thôi, em nhìn ra cuộc sống của em rằng là bây giờ cái dấu trừ nó đang rất là ít như thế, mà dấu cộng mình đang nhiều như thế này, còn có nhiều người khổ lắm chứ em. Người tiền sang đi mua dầu ăn thành lập. Gần như ai thế đúng không?
Đấy. Nhưng mà bây giờ mình có nhiều người khổ lắm ấy. Em đi em có bị nợ lần gì không? Em không biết tiếng Nhật. Em không. Đấy. Trời ơi. Quá sương đúng không? Bây giờ còn nhiều người khổ lắm. Họ đi sang Nhật xong rồi. Chúng mình nghe nhiều câu chuyện về có người mất rồi đúng không? Xong rồi bố mẹ ở nhà thì già còn lo một đống tiền nợ này. Xong rồi cuộc sống đi còn thế này thế kia đúng không? Thế nên là đúc rút lại gì nhỉ? Bất kỳ trong số chúng ta ai cũng sẽ có những câu chuyện của riêng mình thôi. Nhưng mà cô muốn hy vọng là mọi người kiểu như là thay đổi được cái cách nhìn những cái vấn đề của mình ấy. Đúng không? Cách nhìn vấn đề của mình thực ra không to tát đến mức đấy đâu. Nếu mà các em chỉ cần đấy ngồi lại như này và các em nghĩ lại về những vấn đề của mình là cái gì và bây giờ mình đang có cái gì so ra thì mình sẽ thấy là cuộc đời của mình nó đang rất là tốt. Đúng không? Ừ. Đấy. Thế còn bây giờ làm thế nào để đối diện với những vấn giải quyết những vấn đề đấy thì bây giờ cô thì cô hay có cái như này, khi mà đứng phải trong một hoàn cảnh này thường cô hay nghĩ là đằng nào cũng thế rồi. Đúng không? Đằng nào cũng thế rồi thì thôi mình cứ chịu thôi. Chịu thôi xong rồi bản thân mình cứ cố gắng tích lũy dần dần mỗi ngày. Rồi và mình cứ tin rằng là chắc chắn là sẽ đến cái ngày mất thời gian 1 tháng, nửa năm, 1 năm, 2 năm, nhiều hơn cũng được nhưng mà chắc chắn sẽ đến ngày cái vấn đề của mình nó được giải quyết. Thế thôi, mình chỉ nghĩ như thế thôi. Chứ còn chả có cách nào mà rằng là bây giờ em thấy tiếng Nhật của em kém, bây giờ hôm nay cô hành đi cô làm mà trong 1 tháng rồi em nói tiếng Nhật bằng không có được. Mọi cái sự thay đổi của mình nó đều phải diễn ra từ từ một chút, nỗ lực một chút mỗi ngày và cần phải có thời gian nữa. Nên là nếu mà các em có bất kỳ vấn đề gì các em đừng kiểu như là chỉ có nghĩ mãi về nó làm gì, cứ nghĩ rằng là ôi đằng nào cũng thế rồi, thôi thì mình cứ thế thôi, đúng không? Lúc nào buồn quá thì lại hò hẹn nhau buồn như này nhá, nói chuyện với nhau đúng không? Được chưa?